Một không cho Dương Dinh. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho Xuế Đại Gia. Phạt bóng tốt. Một pha ăn điểm kỹ thuật của Dương Dinh. 2-1. Đây là trận đấu một kỵ. Hai đều. Quả phạt bóng rất hay. Một pha xử lý bỏ nhỏ không thành công của Dương Dinh. Điểm cho Xuế Đại Gia. 3-2. Phạt bóng tốt. 4-2. Đây là hai cầu thủ nổi tiếng chơi một kỵ. Giờ đây Dương Dinh Xuế. Kịp không? Không kịp. Điểm cho Xuế Đại Gia. 5-2. Phạt bóng tốt. Dương Dinh. Và ăn điểm phía sau rất hay của Dương Dinh. Điểm 3-2. Xuế. Dương Dinh. Vẫn là Dương Dinh. Xuế. Phạt bóng tốt. Điểm cho Dương Dinh. Sáu bốn. Phạt bóng không qua lưới của Dương Dinh. Điểm cho Xuế Đại Gia. Phạt bóng không qua lưới. Điểm cho Dương Dinh. 7. Phạt bóng ra ngoài của Dương Dinh. 7. Giờ đây. Rất tốt. Một pha ăn điểm thành công đẹp mắt. Điểm 8-5. Dương Dinh. Một pha một kỳ không thành công của Dương Dinh. Điểm cho Xuế Đại Gia. 2-2. Bóng ra ngoài. Một pha phát bóng rất cao. Xuế. Dương Dinh. Bóng trong sân rất hay. Điểm 6-10. Xuế. Dương Dinh. Pha bò nhỏ. Lòng tay hơi nhẹ của Dương Dinh. Điểm cho Xuế Đại Gia. 11-6. Phá bóng rất cao. Xuế. Giờ đây. Dương Dinh. Một pha đẩy bóng đằng sau. Điểm cho Dương Dinh. 7-11. Phạt bóng. Xuế. Bóng trong sân. Điểm cho Xuế Đại Gia. Phạt bóng rất mạnh. Kịp không? Rất hay. Một pha cứu thua. Nỗ lực của Dương Dinh đã được đền đáp. Điểm 9-12. 8-12. Xin lỗi. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho Xuế Đại Gia. 13-8. Dương Dinh. Xuế. Bóng trong sân.
Điểm 14-8. Chơi một kỳ thì Suối Đại Gia chơi rất hay. Dương Dinh rất tốt. Suối bóng trong sân vẫn là Suối Dương Dinh. Lại một pha điểm vào phía sau thành công. Điểm cho Suối Đại Gia. Phạt bóng tốt. Suối Dương Dinh. Suối Dương Dinh rất hay. Một pha chơi một kỳ rất tốt. Suối một pha bò nhỏ thành công. Điểm rất hay. Điểm phạt bóng tốt. Suối vậy là một pha bò nhỏ ra ngoài. Điểm 9-16. Phạt bóng ra đây Dương Dinh. Một pha dứt điểm bóng chạm lưới ra ngoài. Điểm cho Suối Đại Gia 17-9. Ra đây một pha bò nhỏ kỹ thuật đẹp mắt của Dương Dinh. Điểm 10-17. Một khoảng cách rất xa. Phạt bóng không qua lưới của Dương Dinh. Điểm cho Suối Đại Gia. Chào Bắc Đông Dương. Thêm một pha không qua lưới của Dương Dinh. Đôi cũng vậy thôi. Rồi, 1C 200k. Xối giờ đây Dương Dinh. Bóng ra ngoài. Rất tiếc cho Dương Dinh. Điểm 20-10. Một khoảng cách điểm rất xa. Dương Dinh thêm một quả dứt điểm ra ngoài. Điểm cho Suối Đại Gia. Phạt bóng rất cao không qua lưới. Điểm cho Dương Dinh 11-21. Suối Dương Dinh bóng ra ngoài. Hai mươi hai mười một. Phạt bóng tốt. Một pha dứt điểm gọn gàng thành công. 12-22. Ra ngoài. 13-22. Điểm cho Dương Dinh. Tốt. Điểm 14-22. Phạt bóng tốt. Điểm 15-22. Bóng ra ngoài. Điểm cho Suối Đại Gia 23-14. Rất tốt. Điểm. Hai mươi bốn mười bốn. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho Dương Dinh. Phạt bóng tốt. Xoay. Một pha dứt điểm thành công. 25-14. Trận đấu thứ nhất. Đây là trận đấu thứ hai. Ơi ơi, ba Minh hả?
Mai gặp nhau đây. 1 0 Đi đâu đây? Chết tiệt. Chơi đi đâu đây? Lên trên đâu quá. Anh nữa mà. À trắng nè. Giờ đây, điểm trò xoay đây ra 2-0. Điểm tiếp. Một pha ăn điểm đẹp mắt 3-0. Không. Chỗ đông. Tí nữa cặp 3-3 mình đánh hay hơn. Tí nữa cặp 3-3 mình đánh hay hơn. Điểm. Một. Một tôm lê tê. Dương Dinh. Giờ đây. Rất tiếc là phải xử lý bóng không qua lưới của Dương Dinh. Điểm cho sợi đại gia 6-1. Sợi Dương Dinh. Giờ đây. Sợi đại gia. Giờ đây. Dương Dinh kịp không? Anh rất cố gắng, rất tiếc phải xử lý rất hay của sợi đại gia. Điểm 7-1. Dương Dinh. Rồi. Giờ đây. Một pha ăn điểm nhẹ nhàng kỹ thuật của sói đại gia. Dương. Phải xử lý không tốt của Dương Dinh. Điểm cho sói đại gia. Phạt bóng rất cao. Sới. Dương Dinh. Dương Dinh. Ra đây. Điểm cho Dương Dinh. 2. 3 9. 2 9 à? 2 9. Phạt bóng tốt của Dương Dinh. Không qua lưới. Một pha chơi kỳ rất hay. Đây là hai cầu thủ độc quyền nhất. Dứt điểm ra ngoài. Điểm 12. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho Dương Dinh. Sói. Dương Dinh. Không được. Quả không qua lưới của Dương Dinh. 12-3. Nếu mà 13 bá này để bố thấy cho. Được rồi bố. Chấp hai người luôn á. Chấp cái tuổi ghê. Dương Dinh. Vẫn là Dương Dinh. Một pha xử lý kỹ thuật lóng tay không thành công. Đấy, bắt mà đi ô. Vậy là Dương Dinh đã khẩu phục khẩu phục. Điểm 14-3. Đây thầy Bắc Đông. Rồi. Giờ thầy 15. Sói, giờ đây. Điểm liên tiếp. Trong một set thứ nhất và set thứ hai. Tại hai cầu thủ thay đổi để chiến đấu với sói đại gia. Bằng cách điểm rất đẹp, rất cao. Em phải đánh hết
17-3. Chỗ đông. Giờ đây. Chỗ đông. Giờ tốt. Giờ đây. Xôi. Giờ tốt. Chỗ đông cũng chơi rất hay. Chỗ đông. Một vài xử lý nỗ lực của chú đồng. Điểm cho xoay đầy ra.